Máy vào tháng 12 tới rồi ạ. Chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, đó chính là thí sinh Nguyễn Văn Thắng. Anh đoán số. Đừng nhìn lại sau lưng, nên cố đi nơi đâu thật xa, đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu dòng chơi trốn đây, để không bị vướng muộn phiền. Trái tim nhìn ra xa, lùa đôi mắt trong theo chân trời, khi không gian chỉ có ta, nơi yêu tư được thế cho nhẹ bớt đi. Trên đỉnh hồi khóc không ngã hơn đâu, đừng nhìn lại sau lưng, nên cố đi nơi đâu thật xa, đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu dòng chơi trốn đây, để không bị vướng muộn phiền. Trái tầm nhìn ra xa, lùa đôi mắt trong theo chân trời, nói là hét lên thật lớn đúng không? Nhưng mà khi mà bạn hát lên thật lớn thì bạn cũng có thể có được một tâm thế rất là thoải mái rồi. Và hãy giữ thoải mái đó để chờ đợi kết quả. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ xin mời bạn trở lại phòng truyền thông để chờ đợi. Thưa quý vị!